Các bạn đang nghe truyện đế quốc đại phản tặc trên kênh TV Audio CV. Chương 2148, Nhà không còn, một Ngươi không cần có gánh nặng tư tưởng lớn như vậy, bây giờ đã trở lại, vậy một lần nữa bắt đầu, vâng, hai người trước kia kề vai chiến đấu, có thể nói đã kết hữu nghị thâm hậu. Trương Vân Xuyên tuy là thủ trưởng, nhưng nếu là không có động lương thần vị tài tướng đắc lực này, hắn cũng không đánh thắng trận nhiều như vậy, cho nên hắn đối với đổng lương thần vị tướng lĩnh nghe lời lại dũng mãnh thiện chiến này là thực rất trọng bây giờ thấy đổng lương thần bình yên trở về trong lòng hắn là cao hứng hắn kéo đổng lương thần hỏi hang ân cần một phen nhanh chóng tiêu trừ cảm giác xa cách với nhau hai người nói chuyện một lúc chính sự các trưởng sử lê tử quân nội các tham nghị kỷ ninh quân nhu phó tổng quản trần kim thủy quân pháp sứ trịnh trung trước sau được trương vân xuyên gọi đến bọn họ cùng đổng lương thần xem như người quen cũ ở tuần phòng quân trịnh trung càng là lúc ban đầu một đám người cũ theo đổng lương thần ở sau khi trải qua một phen sinh ly tử biệt hôm nay gặp lại đều không nén nổi sự vui mừng ngày đó trương vân xuyên ở trong phủ bày tiệc nhà mời đám người lê tử quân kỷ ninh trần kim thủy trịnh trung tiếp khách tẩy trần cho đổng lương thần phục châu huyện lâm an trấn trúc sơn lý gia thôn nhà cỏ tranh tàn phá nằm rải rác từng cụm ở địa đầu đồng ruộng khoảng cách với nhau rất gần gà gáy chó sủa nghe thấy được nhau lý chấn bắc cùng lão vương trốn ở trong một mảng ruộng hướng về cách đó không xa quan sát một căn nhà cỏ tranh cách đó không xa chính là nhà của lý chấn bắc chỉ là bọn họ giết hai gã hộ viện trong giữ bọn họ chạy ra bây giờ đảng khấu quân đã phái người lùng bắt bọn họ làm bọn họ không dám tùy tiện lộ diện Bây giờ cho dù có thể nhìn thấy nhà của mình, bọn họ cũng không dám trở về, chỉ có thể trốn trong chỗ tối quan sát. Mới vừa rồi đã có hai đám kỵ binh đi qua, nhắm chừng chính là lùng bắt chúng ta. Lý Chấn bắt thu hồi ánh mắt của mình, lùi về trong ruộng. Hắn quay đầu hạ giọng nói với Lão Vương, chúng ta nếu bây giờ trở về, khẳng định sẽ bị bọn hắn bắt. Chúng ta trước ở nơi này nghỉ tạ một phen, chờ buổi tối lại trở về. Lão Vương cũng gật gật đầu bây giờ cũng chỉ có thể như vậy khắp nơi đều là người của đảng khấu quân nếu như bị bắt được đầu chúng ta sẽ không còn nữa vẫn là ổn thỏa một chút thì tốt hơn bây giờ huyện lâm an bọn họ đều đã bị đảng khấu quân chiếm lĩnh bọn họ một đường chạy qua nhìn thấy mỗi một thôn đều có người mặc đảng khấu quân áo giáp đang hoạt động thường thường còn có thể nhìn thấy kỵ binh đảng khấu quân ở các nơi tuần tra mắt thấy quê nhà mình quen thuộc bị đảng khấu quân chiếm lĩnh trở nên nguy cơ bốn bề làm bọn họ có nhà mà không thể về, điều này làm bọn họ cảm thấy trong lòng rất nghẹn khuất. Lý Chấn Bắc và Lão Vương trốn ở trong đồng ruộng một ngày. Thẳng đến sau khi màn đêm buông xuống, bọn họ lúc này mới thật cẩn thận chui ra khỏi ruộng, không lưng đi về phía nhà mình. Nhưng khi Lý Chấn Bắc lật người tiến vào sân nhà có hàng rào, lại phát hiện trong tiểu viện đã mọc đầy cỏ hoang. Vẻ mặt Lý Chấn Bắc ngẩn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, bước nhanh đi qua kẻo kẹt cửa chính bị đẩy ra cho bụi rào rào rơi xuống đầy người hắn hắn nhất thời có dự cảm bất hảo hắn chui vào căn nhà mình quen thuộc nhưng trong phòng lại trống trơn bàn ghế sớm đã không cánh mà bay trên đất phân tán mảnh chung gạo vỡ nát trong nhà sau lại không có ai lão vương cũng theo lý chấn bắt vào nhà mượn dùng ánh trăng mỏng manh bọn họ ở trong phòng chưa tìm được vợ con lý chấn bắt toàn bộ phòng tựa như gặp cướp tràn ngập hỗn độn Lý Chấn Bắc thấy một màn như vậy, tâm tình nhất thời chìm đến đáy vực. Hắn bước ra khỏi phòng. Lão Vương thấy thế, vội đi ra ngoài theo. "Lão Lý, ngươi cũng không nên vội, bọn họ không ở nhà, nói không chừng bọn họ đã chuyển đến nơi khác, chúng ta đi hỏi thăm trước một phen." "Ừm." Lý Chấn Bắc bây giờ trong lòng rất bực bội. Trong nhà mình xem ra rất lâu rồi không có người ở, một đoạn thời gian này mình rời nhà, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vợ con của mình lại đã đi nơi nào?" Lý Chấn Bắc nhìn quét bốn phía, tâm tình đặc biệt không ổn. Lý Chấn Bắc cố gắng làm bản thơ trấn định lại, nói với lão Vương, "Đi, đi nhà ngươi xem trước, thuận tiện hỏi mẹ ngươi một phen, hỏi thăm một chút người trong nhà ta đi đâu rồi." "Được." Lão Vương nhìn thấy tình huống này trong nhà Lý Chấn Bắc. Giờ phút này hắn cũng lo lắng cho mẹ già trong nhà mình. Hai người rời khỏi sân rào mọc đầy cỏ hoang, sải bước về phía một căn nhà khác ở cách mấy trăm mét đây là nhà lão vương. Trong nhà lão vương tràn đầy tĩnh mịch, không có bất cứ động tĩnh gì. Mẹ, mẹ, con trở về rồi. Lão vương sau khi tiến vào trong phòng, thấp giọng gọi mẹ mình. Nhưng gọi vài tiếng, đều chưa có một chút động tĩnh nào. Lão vương ở nhà tìm một vòng, cũng chưa tìm được mẹ mình. Ngược lại trong nhà của hắn giống với nhà Lý Chấn Bắc, cũng tựa như gặp phải cướp bóc, còn sót lại một ít xong chảo chung vại tàn phá mẹ ta khẳng định không có việc gì. Mẹ ta khẳng định sẽ không gặp chuyện. Trong miệng lão vương lẩm bẩm, nhưng vẻ mặt lại đặc biệt hoảng hốt. Bọn họ rời nhà đã một năm có thừa. Bây giờ trải qua vô số vất vả về tới nhà. Người thân lại một người cũng không thấy bóng dáng. Điều này làm tâm tình lão vương cùng Lý Chấn Bắc đều đặc biệt nặng nề. Bên kia có ánh nến. Đó là nhà lão khoan thúc. Lý Chấn bắt cùng Lão Vương sau khi đi ra khỏi sân, nhìn thấy căn nhà cách đó không xa có người. Bọn họ nhận ra chủ nhân căn nhà này, đó là nhà một vị trưởng bối trong thôn bọn họ. Hai người giờ phút này cũng bất chấp che giấu thân hình, sẽ bước đi về phía nhà Lão Khoan Thúc. Bọn họ ngựa quen đường cũ trèo vào sân, xuyên qua đèn dầu thông trong phòng lộ ra, thấy được Lão Khoan Thúc quen thuộc. Đốc đốc đốc. Bọn họ gõ vang cửa. Lão khoan thúc đang ở trong phòng sau khi nghe được động tĩnh, nhìn về phía cửa. Đêm hôm thế này, ai gõ cửa, lão khoan thúc đứng lên hỏi, ai thế, lão khoan thúc, là cháu, tiểu bắc. Lão khoan thúc nghe được thanh âm quen thuộc ngoài cửa, hơi ngẩn ra. Lão khoan thúc, cháu là tiểu bắc đây, thúc mở cửa đi. Ở sau khi nghe ra thanh âm quen thuộc ngoài cửa chính là Lý Chấn Bắc Tòng Quân, lão khoan thúc vội sải bước đi mở cửa nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đứng ở cửa, lão khoan thúc quả thực không dám tin vào đôi mắt của mình. Vốn cho rằng hai hậu sinh này đã chết ở trên chiến trường. Không ngờ bọn họ thế mà còn sống trở lại. Tiểu Bắc, Tiểu Vương, mau vào nhà, lão khoan thúc vội mời Lý Chấn Bắc cùng lão Vương đến trong nhà mình. Các ngươi đi một lần chính là hơn một năm, ta còn tưởng rằng các ngươi không về được nữa. Lão khoan thúc sau khi kéo bọn Lý Chấn Bắc ngồi xuống, lại đứng dậy rót cho mỗi người bọn họ một bát nước mát. lão khoan thúc, chúng cháu có thể trở về cũng là may mắn. lý chấn bắt sau khi nói vài câu đơn giản với lão khoan thúc, hắn liền sốt ruột không chờ được hỏi. lão khoan thúc, vừa rồi cháu về nhà một chuyến, nhìn thấy trong nhà không có ai. thúc có biết mọi người trong nhà cháu đi nơi nào không? lý chấn bắt nhìn trầm trầm lão khoan thúc, vẻ mặt rất khẩn trương. lão vương cũng có chút khẩn trương hỏi. lão khoan thúc, trong nhà cháu giống như từng bị cướp mẹ cháu cũng không ở nhà, bà ấy, bà ấy đi đâu rồi? Lão khoan thúc nhìn hai hậu sinh trẻ tuổi này, quay mặt qua chỗ khác, trong hốc mắt trào ra nước mắt. Thấy một màn như vậy, Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương đều dự cảm được không ổn. Ai, nghiệp chướng mà. Lão khoan thúc thở dài một hơi nặng nề. Các ngươi nếu lúc ấy ở nhà thì tốt rồi. Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương nhìn nhau một cái, trong lòng càng thêm vội vàng. Lão khoan thúc, bọn họ rốt cuộc thế nào, lão khoan thúc lau nước mắt của mình, nói, tiểu bắc, vợ con của ngươi cũng mất rồi. Tiểu vương, mẹ ngươi cũng mất rồi. Ông, Lý Chấn bắt cùng lão vương tựa như sét đánh, đầu óc vang, ông, một cái, sắc mặt trở nên trắng bệch. Không còn, sao có thể không còn chứ? Lão vương bắt lấy cánh tay lão khoan thúc, không muốn tin tưởng sự thực này. Mẹ cháu không bệnh không đau, thân thể bà ấy vẫn luôn rất khỏe mạnh, lão khoan thúc vẻ mặt đau thương nói, lúc có nạn tam hương giáo, chúng ta đều muốn ra ngoài trốn một thời gian, mẹ ngươi tiết đồ đạc trong nhà, muốn canh giữ không muốn ra ngoài trốn. Bà ấy nói bà ấy một bà già, người tam hương giáo cũng sẽ không làm gì bà ấy. Nhưng sau khi người tam hương giáo đi rồi, lúc chúng ta trở về, mẹ ngươi đã bị giết, trong nhà các ngươi cũng bị cướp sạch. Lão Khoan Thúc nói với Lão Vương, mẹ ngươi vẫn là ta cùng vài người trong thôn nâng đi an táng, chôn ở cạnh cây hòe già phía sau thôn lão khoan thúc không có bản lãnh, ngay cả một cái quan tài cũng chưa mua được cho mẹ ngươi, chỉ có thể dùng chiếu bọc lại chôn mẹ. Lão Vương sau khi nghe được tình hình cái chết của mẹ mình, mũi lập tức cay cay, một người đàn ông cứ thế khóc trống lên. Vậy, vậy vợ trong nhà cháu thì sao, con cháu thì sao? Lý Chấn bắt thanh âm run run hỏi. Bọn họ, bọn họ cũng là bị người tam hương giáo giết sao? Lão khoan thúc nhìn Lý Chấn bắt một cái, lại thở dài một hơi nặng nề. Vợ cùng con trong nhà ngươi, là về sau sau khi đảng khấu quân đến đây một tên quan của đảng khấu quân nhìn trúng vợ nhà ngươi muốn bắt đi làm thiếp vợ ngươi không theo chọc giận tên quan đảng khấu quân đó tên quan đó giết con ngươi sau đó muốn cưỡng ép bắt nàng ấy đi nàng ấy là đập đầu chết tươi ở trên cột lão khoan thúc kéo tay lý chấn bắt nói lão khoan thúc xin lỗi ngươi trong tay đám binh sĩ đó có đau chúng ta không cứu vợ ngươi trong lòng lý chấn bắt bốc lên lửa giận hắn nghĩ đến nữ nhân của mình lúc ấy phải tuyệt vọng bao nhiêu con bị đảng khấu quân giết nàng còn bị cưỡng ép bắt đi nàng phải bất lực cỡ nào mình thực có lỗi với hai mẹ con bọn họ trầm lý chấn bắt phẫn nộ nện một cú đấm ở trên bàn khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên vặn vẹo hẳn đi lão khoan thúc bọn họ bọn họ chôn ở nơi nào cũng ở dưới tàn cây hòe và phía sau thôn lão khoan thúc run rẩy đứng lên nói một năm qua vừa có nạn tam hương giáo vừa có nạn giặc cỏ đảng khấu quân tới đây người trong thôn chúng ta cũng đã chết mấy chục người bây giờ người còn sống cũng đều trở thành nô bột của đảng khấu quân mỗi ngày trồng trọc làm việc cho bọn hắn đi ta dẫn các ngươi đi tế bái bọn họ một phen cạnh cây hòa lớn phía sau lý gia thôn dựng sừng sững những nấm mộ phục châu vốn là nơi giàu có nhưng ninh vương ở dưới người hữu tâm cổ động muốn mở rộng địa bàn thâu tóm đông nam tiết độ phủ giờ trộm gà không được còn mất nắm thóc không chỉ chinh phạt đông nam tiết độ phủ thất bại bản thân cũng đầu một nơi mình một nẻo phục châu đại quân ngã ở đông nam tiết độ phủ bản địa phục châu mất đi đại quân đóng giữ đe dọa hào cường địa phương tam hương giáo sơn tặc giặc cỏ đảng khấu quân hắc kỳ quân phục châu quân các lộ thế lực công phạt chinh chiến lẫn nhau một cái phục châu tốt đẹp bị ép buộc sinh linh đồ tháng lý gia thôn cái thôn nhỏ này vốn yên tĩnh tường hòa cũng đã gặp hạo kiếp chết mấy chục người. Hôm nay trong thôn chỉ sót lại một ít người tuy may mắn thoát nạn, nhưng vẫn trải qua cuộc sống không có ánh mặt trời. Đại đô đốc Đảng Khấu Quân Hồ Quân vì củng cố lòng quân, ở khắp nơi cướp đoạt ruộng vườn của dân chúng, ban cho tướng sĩ dưới trướng. Các tướng lĩnh trung cao tầng kia chiếm cứ thành trấn cùng địa khu giàu có và đông đúc nhất. Quan quân cùng binh sĩ tầng dưới chót thì chiếm cứ một ít thị trấn thôn xóm tương đối xa xôi dân chúng phục châu không chỉ ruộng vườn trở thành của quan quân phục châu quân chính bọn họ cũng trở thành nô bộc của phục châu quân sống chết không thể tự chủ lão vương nằm úp sấp trên mộ mẹ mình gào khóc mẹ con bất hiếu con dập đầu lạy ngài hắn bị bắt vào trong quân một năm có thừa lại không ngờ cùng mẹ mình từ nay về sau thiên nhân vĩnh biệt nghĩ đến cảnh tượng lúc mình rời nhà mẹ dặn dò vô số điều đối với mình lão vương đau thương nước mắt trào ra như suối lý chấn bắt nhìn phần mộ vợ con mình hắn trái lại không khóc nhưng đôi mắt lại đỏ rực một mảng ai người chết rồi không thể sống lại tiểu vương ngươi nén bi thương lão khoan thúc thấy lão vương khóc như mưa đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn tâm tình cũng đặc biệt nặng nề mẹ ngươi đi rồi cũng tốt không cần chịu khổ nữa lão khoan thúc tìm một tảng đá ngồi xuống đấm cái đùi đau nhất của mình nói Ta bây giờ tuy còn sống, nhưng so với chết rồi còn khó chịu hơn. Một đống tuổi rồi, còn phải hàng ngày ra đồng canh tác. Lương thực vất vả gieo trồng, lại không có một hạt nào là của bản thân. Mỗi ngày cơm cũng ăn không đủ no, thấy đám binh sĩ đảng khấu quân kia còn phải quỳ xuống, nói cũng không dám nói nhiều. Người nói ta cầu cái gì chứ, ta có đôi khi cũng muốn chết đi xong hết mọi chuyện, còn bớt chịu khổ một chút lý chấn bắt nhìn lão khoan thúc gầy trơ cả xương ở một bên nói liên miên trong lòng cũng rất không dễ chịu bọn họ vốn đều có cuộc sống an an ổn ổn nhưng giờ khắp nơi đánh trận hôm nay nhà cũng mất rồi nghĩ đến mình từ nay về sau cô độc lý chấn bắt liền cảm giác được trong lòng mình trống rỗng lý chấn bắt đi đến bên cạnh lão khoan thúc ngồi xuống hắn không khóc tỏ ra rất trầm mặc lão khoan thúc tên đảng khấu quân kia bức tử vợ con ta ngươi biết tên là gì không lão khoan thúc nhìn một lần vị hậu sinh lớn lên trong mắt mình này đoán ra ý tưởng của hắn tiểu bắc ta biết ngươi muốn đi báo thù lão khoan thúc khuyên nhưng đảng khấu quân người đông thế mạnh ngươi đấu không lại bọn hắn sẽ chỉ chôn vùi tính mạng của mình vô ích trong nhà ngươi chỉ ngươi một dòng độc đinh nhưng ngươi còn trẻ tuổi lão khoan thúc vỗ vỗ lên tay lý chấn bắc nói nơi này không ở lại được nữa ngươi còn có thể ra bên ngoài đi nơi thật xa đi một nơi an ổn lại thành gia lập nghiệp về sau còn có cả đống thời gian không giống như ta một bộ xương già chỉ có thể sống ngày nào tính ngày đó lão khoan thúc ngươi yên tâm ta sẽ không khinh suất lý chấn bắt kéo cánh tay tiều tụy đó của lão khoan thúc nói ta chỉ muốn biết kẻ thù giết hai mẹ con bọn họ là ai lão khoan thúc nhìn lý chấn bắt trầm mặc một lúc lâu người nọ tựa như họ mã ta nghe đám binh lính kia gọi hắn đô ý đại nhân, cụ thể tên là gì ta cũng không biết. Lão Khoan Thúc nói với Lý Chấn Bắc, ta chỉ biết hắn ở tại trong huyện chúng ta, tựa như là một viên quan không nhỏ. Lão Khoan Thúc hàng năm sinh hoạt ở trong thôn, đối với thế giới bên ngoài cũng không rõ. Lý Chấn Bắc sau khi nhấm nuốt kỹ càng lời Lão Khoan Thúc, ghi tạc đô ý họ mã trong đầu. Lão Khoan Thúc, đây là một chút bạc vụn, ngươi cầm. Lý Chấn bắt từ trên người lấy ra bạc cùng tiền đồng, đưa cho lão khoan thúc. Cái này còn là lúc hắn cùng lão vương chạy trốn, từ trên thân hộ viện kia thuận thế móc được. Tiểu Bắc, ngươi làm cái gì vậy, ngươi cầm lại đi. Lão khoan thúc nhìn Lý Chấn bắt đưa cho mình bạc cùng tiền đồng, vội vàng đẩy về. Ngươi cầm, làm lộ phí. Lão khoan thúc, ta còn có đây. Lý Chấn Bắc nói với lão khoan thúc, sau này người đảng khấu quân nếu hỏi tới, Ngươi cứ nói chúng ta chưa từng trở về. Lý Chấn Bắc sau khi dặn dò kỹ lão khoan thúc một phen, lúc này mới đứng dậy. Hắn đỡ lão vương khóc tới mức hai mắt sưng đỏ đứng lên. Lão vương, chúng ta đi thôi. Nhà đã không còn, chỉ để lại mấy gian nhà cỏ tranh trống rỗng. Nơi này không phải chỗ ở lâu, Lý Chấn Bắc quyết định rời khỏi nơi này. Lão khoan thúc, chúng ta đi. Lý Chấn Bắc phất phất tay đối với lão khoan thúc, muốn cáo từ. Lão khoan thúc nhìn Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương hai hậu sinh này, hốc mắt ương ước. Đi, đi đi, đi xa một chút, về sau đừng trở lại nữa. Lão khoan thúc nghẹn ngào nói, tìm một nơi an ổn, sống qua ngày cho tốt. Vâng. Lão khoan thúc, thúc cũng bảo trọng. Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương sau khi hướng Lão khoan thúc cáo biệt, lại quay đầu nhìn một lần nấm mộ đen xì dưới ánh trăng, lúc này mới sải bước rời khỏi. Năm ngày sau, Lai Phúc Tửu Lâu của huyện Lâm An Trong nhã gian lầu 1, trên bàn bày đầy mỹ vị, vài tên quan quân đảng khấu quân đang chén chú chén anh, ăn thùng uống vại. Từ sau khi chiếm lĩnh Phục Châu, cuộc sống của đảng khấu quân liền tốt hẳn lên. Trước kia bọn họ ở quan Châu tiết độ phủ, tuy không đói, nhưng cũng không ăn ngon. Bên trên trích cho bọn họ quân lương là có hạn, cho nên cũng chỉ miễn cưỡng duy trì ấm no mà thôi, cuộc sống vất vả. Bọn họ muốn có ngày lành, vậy chỉ có thể dựa vào đi cố gắng giết địch trên chiến trường thứ nhất có thể từ trên thân kẻ địch cướp một ít tiền tài hàng hóa lương thực cải thiện thức ăn của mình thứ hai đánh thắng trận có chiến công bên trên cũng sẽ phát cho một ít trụ thịt làm phần thưởng cho nên bọn họ cực độ khát vọng chiến tranh chỉ có chiến tranh mới có thể cải thiện cuộc sống của bọn họ nhưng bây giờ đã khác bọn họ đã chiếm lĩnh phục châu Phục châu này nhiều phủ huyện như vậy chỉ cần cung ứng đảng khấu quân một mũi quân đội bọn họ, không chỉ có đủ, còn có dư thừa. Đại đô đốc lại chia cho bọn họ lượng lớn ruộng vườn, cái này làm bọn họ nhảy vọt trở thành tiểu tài chủ giá trị con người không hề thấp. Bây giờ đã không chỉ có vấn đề ăn uống no đủ, mà là vấn đề hưởng thụ như thế nào. Bọn họ ra ngoài có người tân bốc, ruộng vườn của mình có người quản lý. Bây giờ trừ hắc kỳ quân hoạt động trong bóng tối thỉnh thoảng gây phiền toái, bọn họ cũng không cần cầm đao đi lên chiến trường liều mạng với người khác. Cho nên đảng khấu quân rốt cuộc nên đón ngày lành. Các quân quan đảng khấu quân đóng giữ huyện Lâm An này cũng không có việc gì để làm. Bọn họ thao luyện từ 3 ngày một lần, biến thành nửa tháng một lần. Ngày thường hoặc chính là đi khắp nơi tìm nữ nhân mua vui, hoặc chính là ở sòng bạc đánh bạc tối tăm mặt mũi không có việc gì thì mời bạn tốt ở tửu lâu ăn một bữa ngon sau khi chiếm lĩnh phục châu rất nhiều người trong bọn họ đều béo lên không chỉ một vòng khi mấy gã quan quân đảng khấu quân đóng giữ huyện lâm an này uống đến ngà ngà say còn đang dùng bữa uống rượu nói chuyện mặn mòi một gã tiểu nhị bưng một con vịt nướng đẩy cửa vào nhã giang tiểu nhị ở sau khi tiến vào nhã giang bất động thanh sách dùng lưng đóng cửa lại trong đại sảnh bên ngoài hơn 20 binh sĩ thân vệ của quan quân đảng khấu quân cũng đang ăn uống, không hề chú ý tới tiểu nhị không thích hợp. Mấy tên quan quân đảng khấu quân trong phòng uống không ít rượu cũng chưa phát hiện vấn đề. Tiểu nhị sau khi nhìn một lần vài người uống tới mức mặt đỏ bừng, cuối cùng ánh mắt dừng ở một quan quân để râu quai nón. Người này họ mã, chính là một đô ý đảng khấu quân đóng giữ huyện Lâm An. Tiểu nhị sau khi đặt vịt nướng xuống, bất động thanh sắc từ trong ống quần của mình lấy ra một thanh đoạn đao hắn đi thẳng tới trước mặt mã đô úy còn ngẩng đầu lên ừng ực nốc rượu vào bụng này rút ra đoạn đao tiểu nhị nháy mắt túng tóc mã đô úy đoạn đao trong tay thì trực tiếp cứa về phía cổ gã phật đoạn đao đè chặt lên cổ mã đô úy ra sức kéo cổ của mã đô úy liền xuất hiện một vết thương máu chảy như suối ngươi ngươi một quan quân ngồi ở bên cạnh hắn thấy thế kinh ngạc vạn phần nhưng tiểu nhị lại không chút hoang mang đi về phía hắn quan quân uống đến ngà ngà say này còn chưa kịp đứng lên, tiểu nhị đã mang đầu của hắn ấn, trầm, một tiếng ở trong thay trên bàn. Phật, Phật, đoạn đao nhanh chóng lại quyết đoán hướng tới cổ hắn hung hăng đâm năm sáu đao, tiểu nhị lúc này mới buông ra, chạy về phía mục tiêu kế tiếp. Đông Nam tiết độ phủ, Giang Châu. Mặt trời chói chang treo cao, hè nóng bức khó chịu. Giang Châu Tri Châu, Đông Nam tuần sát sứ Giang Vĩnh Tài cưỡi ngựa đến hình tàu Nha Môn quan cấp dưới hoàng kế minh sau khi xoay người xuống ngựa lập tức muốn tức bước đi vào thông báo quan viên hình tàu nha môn đi ra nên đón đại nhân nhà mình khoan đã giang vĩnh tài sau khi nhìn đánh giá hình tàu nha môn một lần ngăn lại quan cấp dưới hoàng kế minh không cần kinh động bọn họ giang vĩnh tài nói ta muốn xem bọn họ ngày thường rốt cuộc là làm việc như thế nào giang vĩnh tài bây giờ vừa kiêm nhiệm chức đông nam tuần sát sứ trên vai gánh vác trách nhiệm nặng nề hắn hướng phủ long hưng phủ thanh bình các nơi đều phái ra quan viên tuần sát chính là vì chỉnh đốn tác phong quan lại hắn thì chuẩn bị tự mình phụ trách chỉnh đốn tác phong quan lại đối với giang châu hôm nay hắn đến hình tàu nha môn chính là biết được hình tàu nha môn luôn lơi lỏng cho nên muốn bắt tại trận bọn họ một cái để dọa nha môn khác giang vĩnh tài ở dưới một đám quan cấp dưới cùng binh sĩ hộ vệ vây quanh cất bước đi lên bậc thang dân chúng chung quanh thấy Giang Vĩnh Tài dẫn cả đám đông người tới hình tàu nha môn, không ít người đều ùng ùng dừng chân, không biết đã xảy ra chuyện gì. Giữa trưa, hình tàu nha môn uy nghiêm nghiêm túc lại đóng chặt cửa chính, không có lấy một bóng người. Thấy một màn như vậy, Giang Vĩnh Tài không khỏi nhíu mày. Gõ cửa, Giang Vĩnh Tài phân phó một tiếng. Quan cấp dưới hoàng kế minh lập tức tiến lên bắt đầu gõ cửa rầm rầm. Qua một lúc lâu sau, cửa chính lúc này mới mở ra một khe hở ai thế không có việc gì gõ cái gì mà gõ một thủ vệ sau khi nhìn thấy đoàn người gian vĩnh tài bên ngoài lập tức giật mình hắn tuy không nhận ra gian vĩnh tài vị người thừa kế đông nam tiết độ phủ đỏ đến phát tím này nhưng quan bào đám người gian vĩnh tài mặt hắn lại nhận ra quan bào này chính là quan viên cấp bậc cao mới có thể mặc so với lão gia nhà mình cấp bậc cao hơn nhiều ban ngày ban mặt đóng cửa làm cái gì Giang Vĩnh Tài đẩy cửa ra cất bước đi vào, rất khó hiểu. Cái này, cái này, thủ vệ đứng ở tại chỗ, lắp bắp nói cũng không nói ra lời. Giờ phút này, trong chỗ gác cổng bên trái cửa chính truyền ra thanh âm hét năm hô sáu. Giang Vĩnh Tài đi tới cửa, nhìn vào bên trong một cái. Chỉ thấy hơn 20 thủ vệ cởi trần đang vây quanh trước bàn bài bạc, bà, giờ phút này đang chơi cao hứng. Thấy một màn như vậy, trong lòng hắn đùng đùng nổi giận hay cho một cái hình tàu nha môn, ba ngày ban mặt không trực ban, thủ vệ ngược lại tụ tập bài bạc. Ba ngày ban mặt ở hình tàu nha môn bài bạc, còn ra thể thống gì, Giang Vĩnh tài mặt xanh mét nói với quan cấp dưới hoàng kế minh phía sau, mang những kẻ bỏ bê nhiệm vụ này cách chức điều tra cho ta, rõ, quan cấp dưới hoàng kế minh vung tay lên, binh sĩ hộ vệ võ trang tận răng liền xông vào phòng trong. Hơn 20 thủ vệ hình tàu nha môn đang bài bạc còn chưa làm rõ có chuyện gì, đã bị gác trường đao ở trên cổ. Làm gì thế, ai con mẹ nó ăn gan hùng mật báo, dám đến hình tào nha môn chúng ta dương oai, một binh sĩ thủ vệ đối mặt trường đao gác trên cổ nhất thời nổi giận, lập tức vương cổ ồn ào, không hề đặt bọn Giang Vĩnh Tài vào mắt. Vị này là tuần sát sứ đại Giang Vĩnh Tài đại nhân, quan cấp dưới hoàng kế minh trường mắt nhìn binh sĩ keo la kia một cái, nói, ngươi ồn ào nữa, tin hay không ta bảo người khâu lại cái mồm thối của ngươi, tuần sát sứ, phần sát sứ đại nhân khi biết được người trẻ tuổi đứng bên ngoài lại là giang vĩnh tài thủ vệ này nhất thời sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch phải biết rằng vị này chính là người thừa kế đông nam tiết độ phủ ai cũng biết bỏ bê nhiệm vụ toàn bộ cách chức điều tra hoàng kế minh sau khi bỏ lại một câu không để ý một đám binh sĩ thủ vệ cởi trần đang trợn mắt há hốc mồm sau đó sải bước đuổi theo giang vĩnh tài đang đi về phía trong nha môn hình tàu nha môn là nha môn giang châu chuyên môn quản lý hình ngục phụ trách đôn đốc thẩm tra xử lý các loại án kiện toàn cảnh Giang Châu. Đồng thời hình tạo nha môn đối với luật pháp có được quyền giải thích, hơn nữa có quyền lực phúc thẩm đối với án oan sai. Có thể nói, quyền lực của hình tàu nha môn rất lớn. Nhưng một nha môn quyền thế như vậy, lại lười nhát lơi lỏng không thôi. Giang Vĩnh Tài cất bước đi trong hình tàu nha môn, nhìn thấy hành lang gấp khúc, trong đình viện khắp nơi đều là hoa cỏ tàn tạ, vứt hỗn độn một ít tạp vật. Cùng lúc đó, ở trước mấy gian phòng gác cổng, càng nhìn thấy có người phơi nắng không ít quần áo. Thấy một màn như vậy, Giang Vĩnh Tài là tức không biết phải đánh vào đâu. Làm hình tàu nha môn của Giang Châu, cứ như một chỗ nhà dân, quả thực không ra thể thống gì, lão gia, uống nha, uống một chén nữa thôi. Trong một căn phòng bên phải truyền ra tiếng nữ tử cười duyên, Giang Vĩnh Tài dừng bước. Hắn hướng tới căn phòng truyền ra thanh âm nhìn vào, chỉ thấy cửa khép hờ hắn sau đó nhấc chân đi về phía căn phòng bên phải. hắn vừa cất bước lên bậc, liền nghe thấy tiếng nam nhân cùng nữ nhân vui đùa ầm ĩ bên trong không ngừng truyền đến. rầm, hắn một cước đá văng cánh cửa khép hờ. quan viên bên trong đang cùng mấy nữ tử uống rượu chơi đùa sợ tới mức cả người giật bắn lên một cái. mấy nữ tử càng sợ tới mức trực tiếp từ trên đùi quan viên đứng thẳng lên. giang, giang đại nhân. mấy quan viên này đều là người hình tào nha môn bọn họ trái lại nhận ra Giang Vĩnh Tài. Đối mặt Giang Vĩnh Tài đột nhiên xuất hiện ở cửa, dọa bọn họ vội vàng đứng lên. Cũng không biết là đã uống nhiều, hay là bị dọa. Một quan viên đứng không vững, ngã chổng vó một cái, chật vật đến cực điểm. Nhà môn tốt đẹp, bị các ngươi biến thành chướng khí mù mịt. Giang Vĩnh Tài chỉ vào các quan viên dẫn nữ tử ở trong nha môn uống rượu chơi bời, giận họ không tranh mắng. Các ngươi có xứng với một bộ quan phục này không? bắt lại toàn bộ xử lý nghiêm khắc giang vĩnh tài lạnh lùng nói rõ quan cấp dưới hoàng kế minh nhìn một lần mấy quan viên này bất đắc dĩ lắc lắc đầu có binh sĩ tiến vào trong phòng mang vài tên quan viên lớn tiếng xin tha kia vừa kéo vừa lôi bắt ra ngoài giang vĩnh tài nhìn quan viên cùng nữ nhân bị dẫn đi sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước đông nam tiết độ phủ chúng ta ngắn ngủn một năm thời gian mất địa bàn bây giờ còn sót lại một châu hai phủ vì sao chính là vì những người ngồi không ăn bám này quá nhiều đám sâu mọc này quá nhiều rồi trong lòng gian vĩnh tài phẫn nộ khó tiêu nhưng không được nói năng thô tục đại nhân bớt giận hoàng kế minh nói băng dày ba thước không phải vì rét trong một ngày đông nam tiết độ phủ chúng ta thái bình lâu ngày những người này khó tránh khỏi có chút buông lơi ta tin tưởng sau khi trải qua đại nhân chỉnh đốn một phen các nha môn đông nam tiết độ phủ chúng ta nhất định có thể một lần nữa phấn chấn lên làm việc thật tốt Hoàng kế minh nói một ít lời trấn an, Giang Vĩnh Tài lại nhịn không được trực tiếp thở dài. Đông Nam tiết độ phủ bọn họ quen rồi khó sửa. Chỉ dựa vào mình nghiêm túc, có thể được không? Hắn lắc lắc đầu, tạm thời gác lại cảm xúc phức tạp, tiếp tục xem xét tình huống làm việc ngày thường của hình tàu nha môn. Nhưng hắn liên tục xem mấy căn phòng trực. Hoặc là có người trực tiếp mang một nhà già trẻ của mình đều đón tới phòng trực, coi nơi này là nhà. Hoặc là trống không một người, không biết người đi nơi nào rồi. khi hắn đi đến đại sảnh, nhìn thấy trong đại sảnh rách nát không chịu nổi, cho bụi trên bàn ghế cũng là một tầng thật dày. đại nhân của các ngươi đâu? giang vĩnh tài tìm một vòng cũng chưa tìm được quan viên phụ trách hình tàu nha môn. điều này làm hắn rất căm tức. một chủ sự nơm nớp lo sợ trả lời. bẩm giang đại nhân, đại nhân nhà ta từ sau khi nhận chức chỉ tới hình tàu nha môn chúng ta một lần. ngày thường có chuyện gì? chúng ta đều là phái người đi phủ đệ của đại nhân bẩm báo do đại nhân quyết định hoang đường vớ vẩn nghe được lời này giang vĩnh tài tức giận đến mức trực tiếp đạp đổ một chậu hoa héo rũ người chung quanh thấy giang vĩnh tài phát hỏa ngay cả thở mạnh cũng không dám giang vĩnh tài nổi giận đùng đùng hạ lệnh người của hình tào nha môn đều cách chức điều tra toàn bộ cho ta hoàng kế minh có chút do dự sau đó nhắc nhở đại nhân cách chức điều tra toàn bộ vậy hình tào nha môn sẽ không ai làm việc nữa chuyện này cần xin chỉ thị một phen từ trưởng sử đại nhân hay không ngươi dọc đường tới đây nhìn thấy có ai làm việc không giang vĩnh tài lớn tiếng hỏi ngược lại quan viên như vậy giữ lại trừ lãng phí lương thực tiền bạc còn có tác dụng gì bây giờ không cách chức điều tra chẳng lẽ còn giữ lại hả giang vĩnh tài biết người các nha môn đông nam tiết độ phủ bọn họ quan lại nhân viên thừa rất nhiều người nhiều hơn việc tệ nạn kéo dài lâu ngày rất nặng nhưng tận mắt thấy cảnh tượng giang châu hình tào nha môn như thế vẫn khiến hắn giận không thể ác. Đông Nam tiết độ phủ bọn họ bây giờ còn sót lại một châu hai phủ. Các quan lại này thế mà không có một chút cảm giác nguy cơ, bọn họ vẫn như của làm theo ý mình, sống cuộc sống tiêu giao an ổn của mình. Tiếp tục như vậy, làm sao được, Giang Vĩnh Tài hạ lệnh mang một đám quan lại hình tàu nha môn cách chức điều tra, hắn muốn nói cho các nha môn cùng các phủ huyện. Mình kiêm nhiệm tuần sát sứ này không phải làm thủ tục cho có, mình là thật tâm thật lòng muốn chỉnh đốn tác phong quan lại, Giang Vĩnh Tài nổi giận đùng đùng đi ra khỏi hình tàu nha môn. Các binh sĩ đang mang từng tên quan lại, thủ vệ lớn tiếng xin tha kéo ra. Nhìn thấy các lão gia từng cao cao tại thượng kia hôm nay bộ dáng chật vật khóc lóc, dân chúng vây xem trong lòng đều sảng khoái không thôi. Giang đại nhân này nhìn trẻ tuổi, nhưng mật thật lớn nha. Có người dân thấp giọng nói, không ngờ hắn thật sự bắt đám tham quan ô lại này, ha ha. Đây đều là làm bộ dáng mà thôi. Nhớ ngày đó Lý Đình Lý Đại Nhân gây ra động tĩnh so với thế này còn lớn hơn. Nhưng kết quả thế nào, đám tham quan ô lại bị bắt vào nhà tù kia, không bao lâu lại thả về quan phục nguyên chức. Có người dân châm chọc nói, ta thấy, những người này không cần bao lâu, cũng sẽ thả về tiếp tục làm quan. Giang Vĩnh Tài nghe được tiếng dân chúng chung quanh nghị luận, hắn sắc mặt khó coi. Rất hiển nhiên, dân chúng đã không tín nhiệm đối với nha môn Đông Nam tiết độ phủ bọn họ hắn bây giờ mang đám quan lại này của hình tào nha môn cách chức điều tra bọn họ chẳng những không ủng hộ mình ngược lại sinh ra nghi ngờ đối với hành động của mình nghĩ đến nha môn hôm nay cùng dân chúng xa mặt cách lòng hắn liền đau lòng không thôi khó trách chúng ta một hơi đánh mất nhiều châu phủ địa bàn như vậy dân chúng đã không tín nhiệm bọn họ nữa đây là điều cực kỳ nguy hiểm đại nhân chúng ta về nha môn hay về phủ giang vĩnh tài xoay người lên ngựa Quan cấp dưới Hoàng Kế Minh thấy hắn sắc mặt khó coi, thấp giọng xin chỉ thị. Không trở về nha môn, cũng không về phủ. Giang Vĩnh Tài nói, hôm nay còn có rất nhiều thời gian, chúng ta lại đi thêm mấy nơi nhìn một cái. Vấn đề của hình Tào nha môn rất nghiêm trọng. Một nha môn quan trọng như vậy, đại đa số quan lại ở thời gian làm việc không ở cương vị không nói, cho dù ở trong nha môn, cũng đều đang ăn uống vui chơi, hoặc là đang ngủ ngon từ đây nhìn rộng ra từ hình tàu nha môn đã đủ để nhìn ra một cái trạng thái làm việc của các nha môn đông nam tiết độ phủ bọn họ ngày thường trương đại lang bên kia đang không ngừng tiêu hóa địa khu chiếm lĩnh tuy bọn họ làm thông gia với trương đại lang có thể tạm thời ổn định trương đại lang nhưng thời gian để lại cho đông nam tiết độ phủ bọn họ không nhiều về sau cho dù trương đại lang không muốn dòm ngó bọn họ những người đó dưới trướng Trương Đại Lang nhất định sẽ không cho phép bên giường có người khác ngủ say. Bọn họ cùng Trương Đại Lang sớm hay muộn có một trận chiến. Lấy trạng thái này của bọn họ hôm nay, sợ là chỉ có cục diện tan tác diệt vong. Đối mặt cục diện gấp gáp như thế, mình thân là người dẫn đầu một thế hệ trẻ tuổi của Giang gia, làm sao có thể ngồi xe mặc kệ chứ? Giang Vĩnh Tài sau khi hạ lệnh cách chức điều tra quan lại lớn nhỏ của hình Tào Nha Môn hắn chưa quay về nha môn giang châu tri châu cùng phủ đệ của mình hắn sau đó lại dẫn người ra khỏi thành đi thẳng đến kho giang châu kho giang châu là một chỗ kho lương lớn đông nam tiết độ phủ xây dựng chính là một trong mấy kho lớn theo các châu phủ bị trương đại lang chiếm cứ mấy kho lớn khác tương ứng cũng đều rơi vào trong tay trương đại lang bọn họ bây giờ còn sót lại kho giang châu một chỗ kho lương lớn này cũng may trải qua nhiều năm tích góp như vậy lương thực chứa đựng bên trong ước chừng có mấy trăm vạn thạch hàng năm đều là lấy ra lương thực của bán lại bổ sung vào lương thực mới kho giang châu này là con bài chưa lật của đông nam tiết độ phủ bọn họ bây giờ quân lương của trấn nam quân hữu kỵ quân cùng giang châu quân đều từ chỗ này phân phối giang vĩnh tài đột nhiên đến thăm kho giang châu không đánh tiếng cho bất luận kẻ nào nhưng ở nơi này lại chưa nhìn thấy phụ trách thương đại sứ đại sứ kho cùng hai vị phó sứ kho Giang Châu. Đại sứ thủ kho của các ngươi đâu? Giang Vĩnh Tài đối mặt tình trạng như thế, nhíu chặt lông mày, mở miệng hỏi một chủ sự thủ vững ở trên cương vị của mình. Đối mặt Giang Vĩnh Tài hỏi, trong lòng chủ sự này rất khẩn trương, cũng rất kích động. Mình cẩn trọng, rốt cuộc gặp được đại nhân vật rồi. Vị trước mắt này chính là người thừa kế tương lai của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Hắn hôm nay lại là Giang Châu Tri Châu Kim nhiệm tuần sát sứ. Mình nếu có thể được hắn thưởng thức, vậy tiền đồ nhất định không thể hạn lượng. Sau khi đầu óc nhanh chóng chuyển động, trong lòng hắn lập tức làm ra quyết định. Tuy quyết định này có thể sẽ có chút mạo hiểm, nhưng nếu có thể đạt được vị đại nhân trước mắt này tán thành, vậy mình có thể thay đổi tình cảnh trước mắt. Bẩm đại nhân, hạ quan không biết Chu đại nhân nhà ta ở nơi nào. Hả? Đối mặt câu trả lời này, Giang Vĩnh Tài ngẩn ra. Ngươi không biết bọn họ ở nơi nào? vâng chủ sự gật gật đầu ta đã nhiều ngày chưa nhìn thấy chu đại nhân nhà ta vậy còn có hai phó sứ đâu đại nhân ngài là hỏi trương phó sứ cùng lưu phó sứ à chủ sự lập tức cáo trạng trương phó sứ cùng lưu phó sứ cũng rất lâu chưa lộ diện hạ quan cũng không biết bọn họ ở nơi nào quả thực hoang đường nơi quan trọng như vậy ba vị quan viên phụ trách thế mà thời gian dài đều không có mặt vậy quân lương đều là ai đang phân phối chủ sự vội trả lời bẩm đại nhân tất cả cái này đều là hạ quan đang phụ trách phân phối. Ngươi tên gì, chủ sự nghe vậy, lập tức vui vẻ. Bẩm đại nhân, hạ quan họ bùi, tên chính thanh, là một chủ sự nơi này. Giang Vĩnh Tài nhìn quét bùi chính thanh một cái, hỏi, theo ta biết, Giang Châu Thành có hơn 30 chủ sự, vì sao nơi này chỉ ngươi một người đang trực, không dối đại nhân, bởi vì ta bởi không cho phép đại sứ Chu Đại Nhân mang một ít lương thực bán giá thấp cho cửa hàng lương thực người thân của Chu Đại Nhân mở, cho nên đã đắc tội Chu đại nhân. Chu đại nhân tức giận, muốn ta một mực thủ ở chỗ này, nếu ta dám rời cương vị công tác, vậy liền cách chức của ta. Chủ sự Bùi Chính Thanh kể khổ, bởi vì ta có cả nhà già trẻ phải nuôi sống, cho nên không thể không theo, ta đã nửa năm chưa về nhà một lần, Giang Vĩnh Tài sau khi nghe xong Bùi Chính Thanh nói một phen, tức không biết phải đánh vào đâu. Cái này không phải bắt nạt người thành thật sao, nhiều quan lại như vậy đều có thể rời cương vị công tác lại để một mình Bùi Chính Thanh ở nơi này một mực canh gác làm việc. Giang Vĩnh Tài tiếp tục hỏi, ngươi vừa rồi nói đại sứ kho bán lương thực giá thấp là chuyện thế nào? Bùi Chính Thanh cố ý ấp a ấp úng nói, cái này cái này, hạ quan không dám nói. Ngươi cứ yên tâm lớn mật nói, có chuyện gì, ta làm chủ cho ngươi, vâng. Sau khi đạt được Giang Vĩnh Tài hứa hẹn, Bùi Chính Thanh lúc này mới một năm một mười nói tình huống cho Giang Vĩnh Tài. Đó chính là đại sứ Chu Đại Nhân, Phó sứ lưu đại nhân cùng Trương đại nhân phụ trách kho gian châu nắm giữ quyền to. Bọn họ thủ một cái kho lương lớn như vậy, tự nhiên cũng có ý đồ với lương thực. Bọn họ để người thân của mình ở bên ngoài mở không ít cửa hàng lương thực. Hàng năm thời điểm đổi lương thực cũ mới, bọn họ liền lấy các loại danh nghĩa, mang một ít lương thực tốt thay lương thực mốc meo giá thấp hoặc miễn phí đưa cho cửa hàng lương thực nhà mình đi bán, lấy cái này kiếm lợi túi tiền riêng. Ngoài ra, bọn họ còn động tay chân trên lương thực chứa đựng. Trên thực tế lương thực chứa đựng xa xa không nhiều như trên sổ sách. Toàn bộ hạng mức còn thiếu đều bị bọn họ âm thầm đầu cơ trục lợi hết. Ngươi có bằng chứng hay không, Giang Vĩnh Tài sau khi nghe xong một phen cáo trạng này, trên trán nổi gân xanh. Không tra không biết, vừa tra bị dọa nhảy dựng. Không ngờ kho Giang Châu nhìn như an ổn, thế mà tất giấu nhiều mờ ám như vậy. Bẩm đại nhân, ta âm thầm bảo tồn một phần sổ sách bùi chính thanh đang nghe truyện trên tv audio cv quay trở về phòng mình lấy ra một phần sổ sách trình nó cho giang vĩnh tài hắn trên thực tế đã sớm bất mãn đối với người lãnh đạo trực tiếp cùng đồng nghiệp âm thầm sưu tập tội chứng của bọn họ chỉ là hắn rất cẩn thận biết những cấp trên này quan hệ rất cứng dưới tình huống bình thường mình đi cáo trạng sẽ chỉ tự mình chút lấy cực khổ hắn vẫn luôn chờ đợi thời cơ thích hợp không ngờ giang vĩnh tài vị đại nhân trẻ tuổi này hắn lập tức sốt ruột không chờ được bắt đầu cáo trạng để tranh thủ ấn tượng tốt bùi chính thanh làm chủ sự kho giang châu hắn rất rõ ràng đối với tình huống nội bộ kho lương một lần này đối mặt giang vĩnh tài dò hỏi hắn hoặc không làm đã làm phải làm đến cùng mang chuyện tham ô hủ bại bên trong vũ ra toàn bộ giang vĩnh tài là càng nghe càng hết hồn quan lại lớn nhỏ của kho giang châu này trên dưới cấu kết với nhau ở giữa kiếm lời túi tiền riêng. Bọn họ dính án to lớn, đầu cơ trục lợi số lượng lương thực nhiều, quả thực nhìn mà ghê người. Hắn lúc trước chỉ là cảm thấy quan lại Đông Nam tiết độ phủ bọn họ không khí bất chính, có không ít tham quan ô lại, quan lại ngồi chơi nhân viên thừa. Bọn họ cần phải dọn dẹp xử lý đám sâu mọc này, để chỉnh đốn bầu không khí. Nhưng lúc này mới đi hai nơi, đã khiến hắn sinh ra một cảm giác vô lực thật sâu. Mình thật sự có năng lực, thanh trừ tệ nạn kéo dài lâu ngày sau, nhưng đối mặt ánh mắt chờ mong đó của Bùi Chính Thanh, Giang Vĩnh Tài không thể không nâng cao tinh thần của mình. Tuy bây giờ rất nhiều quan lại ngồi không ăn bám, nhưng vẫn là có một chút người làm việc thật. Như là vị Bùi Chính Thanh trước mắt này. Hắn tuy bởi vì đắc tội đại sứ Kho Giang Châu mà bị cưỡng chế luôn luôn ở nơi này trực ban làm việc. Nhưng hắn lại chưa rời cương vị công tác, mà là nơm nớp lo sợ ở chỗ này làm việc. Giang Vĩnh Tài sau khi bình ổn tâm tình của mình, Lúc này mới mở miệng hỏi Bùi Chính Thanh. "Việc này ngươi đã biết được, vì sao không báo lên trên?" Bùi Chính Thanh lộ vẻ mặt khó xử nói, "Đại nhân, ta trái lại muốn báo lên, nhưng ta vị trí thấp lời nhẹ, ta sợ người khác không tin. Hơn nữa, chuyện này liên lụy rất rộng, trong đó có không ít các đại nhân tay nắm quyền lớn. Ta nếu chọc chuyện này ra ngoài, vậy mạng nhỏ của ta nhắm chừng khó giữ được." Giang Vĩnh Tài khẽ gật đầu. Hắn lúc chưa làm quan, từng kinh thương khắp nơi, cho nên vẫn có thể hiểu được băn khoăn của Bùi Chính Thanh. Vậy ngươi vì sao hôm nay lại dám nói với ta những thứ này, chẳng lẽ ngươi không sợ bọn họ trả thù ngươi sao? Đối mặt Giang Vĩnh Tài dò hỏi, Bùi Chính Thanh vội trả lời, đại nhân, ta cũng sợ, nhưng ta càng tin đại nhân ngài hơn. Đại nhân ngài sau khi đảm nhiệm Giang Châu Tri Châu, thưởng phạt phân minh, đối với tham quan ô lại điều tra đến cùng, tuyệt không nung chiều. Những thứ này ta đều thấy ở trong mắt. Cho dù ngày hôm nay không đến, ta ngày khác cũng sẽ tự mình đi phủ ngài, giao những sổ sách này cho ngài ta tin tưởng đại nhân ghét ác như thù, nhất định sẽ không bỏ qua đám tham quan ô lại này. Nhìn thấy Bùi Chính Thanh tính nhiệm mình như thế, trong lòng Giang Vĩnh Tài tràn qua một dòng nước ấm. Hành vi của mình, vẫn có người tán thành. Tốt, tốt. Giang Vĩnh Tài rất cao hứng. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ quản đến cùng. Vô luận việc này đề cập đến ai? Ta đều sẽ nghiêm trị không tha, hắn bây giờ chính là tuần sát sứ, Tiết Độ Sứ và lão cha đều ủng hộ hắn chỉnh đốn tác phong quan lại. Hắn có trách nhiệm cùng quyền lực này đi chỉnh đốn kho Giang Châu. Giang Vĩnh Tài hỏi Bùi Chính Thanh: "Ngươi nhậm chức ở kho Giang Châu đã bao nhiêu năm?" "Ta từng là người trực ở chi độ phủ, bị điều nhiệm tới đây đảm nhiệm chủ sự đã 15 năm." "Vẫn luôn là chủ sự?" "Vâng." Bùi Chính Thanh cười khổ nói: "Ta người này luôn luôn không muốn xen vào chuyện của bọn họ, cho nên bị chèn ép." đều là làm một ít việc nặng cùng việc mệt ở bên rìa. Mỗi một lần lên chức cũng không quan hệ với ta. Giang Vĩnh Tài thở dài một hơi. Làm chủ sự 15 năm, không dễ dàng nha. Cái này nếu là người khác, luôn bị chèn ép, đã sớm nghĩ cách điều đi hoặc chủ động thông đồng làm bậy. Bùi chính thanh này lại luôn không muốn xen vào những việc đó, thực sự làm khó hắn. Giang Vĩnh Tài lại hỏi, người đối với công việc lớn nhỏ của kho Giang Châu đều quen thuộc, Hắn tuy lần đầu gặp mặt Bùi Chính Thanh, nhưng lời nói cử chỉ của đối phương đều rất phù hợp khẩu vị của hắn. Càng quan trọng hơn là, gã lớn mật tố giác chuyện của kho Giang Châu. Cho nên không thể làm lạnh lòng người như vậy. Hắn cố ý đề bạc Bùi Chính Thanh, thể hiện ca ngợi. Bẩm đại nhân, ta ở lại kho Giang Châu 15 năm, trừ ngày lễ ngày Tết về nhà, đại đa số thời điểm đều ở chỗ này. Mỗi cành cây ngọn cỏ nơi này, ta đều vô cùng quen thuộc. Giang Vĩnh Tài liền nói ngay, vậy được, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đảm nhiệm đại sứ kho Giang Châu, thay ta quản kho Giang Châu. Bùi chính thanh tuy trong lòng kích động không thôi, nhưng cũng vẫn khiêm tốn chối từ. Hắn hoảng hốt nói, đại nhân, ta tài sơ học thiển, còn xin đại nhân chọn người khác tài đức sáng suốt. Việc này cứ định ra như vậy. Giang Vĩnh Tài lại lấy giọng điệu không cho phép nghi ngờ nói, quay đầu ta sẽ đánh tiếng cho trưởng sử phủ bên kia, bảo bọn họ phát sắc điệp ấn tính cho ngươi. Thấy mình nhảy vọt thăng nghiệm làm đại sứ kho Giang Châu, Bùi Chính Thanh rốt cuộc khó có thể che giấu sự kích động trong lòng. Ân đề bạc của đại nhân, hạ quan vô cùng cảm kích. Ngươi làm việc cho tốt, chính là cảm kích lớn nhất đối với ta. Giang Vĩnh Tài nói với Bùi Chính Thanh, ngươi quen thuộc đối với nơi này, những người nào phẩm hạnh đoan chính, những người nào là hạng tham ô, ngươi phải chỉnh đốn dọn dẹp một phen cho tốt nên cách chức điều tra thì cách chức điều tra, nên khai trừ thì khai trừ, nên đề bạc thì đề bạc. Nói tóm lại, từ hôm nay, nơi này giao cho ngươi phụ trách. Ngươi phải quản lý nơi này gọn gàng ngăn nắp cho ta, đừng để ta thất vọng. Giang Vĩnh tài dặn dò đối với Bùi Chính Thanh, ngươi nếu dám cũng ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, trước mặt nghe theo sau lưng chống đối, ta là sẽ tuyệt đối không tha cho ngươi. Bùi Chính Thanh trịnh trọng gật gật đầu. Đại nhân yên tâm, ta nhất định cẩn tuân đại nhân dạy bảo, làm tốt công việc nơi này, không cô phụ đại nhân đề bạc bồi dưỡng, ừm. Giang Vĩnh Tài sau đó lại tuyên bố trước mặt mọi người, miễn đi chức vụ đại sứ cùng hai vị phó sứ ban đầu của kho Giang Châu, mang bọn họ bắt lại điều tra. Giang Vĩnh Tài một mực ở nơi này lăn lộn đến buổi chiều, lúc này mới kéo thân thể mỏi mệt quay về phủ đệ của mình. Chỉ là điều Giang Vĩnh Tài không biết là mình cách chức điều tra một đám quan lại hình tàu nha môn, đã dẫn tới rất nhiều người bất mãn nghiêm trọng. Phải biết, Đông Nam Tiết độ phủ truyền thừa lâu như vậy, quan lại lớn nhỏ hầu như đều có dính dáng quan hệ. Những người này của hình Tào Nha môn, tự nhiên ở bên trên cũng có quan hệ dính dáng. Ở dưới người hữu tâm bày mưu đặt kế. Gia quyến thân thích các quan lại bị điều tra này trực tiếp lao hết tới cửa Nha môn Tiết độ phủ, khóc lớn đại náo. Trong lúc nhất thời, ở cửa tiết độ phủ tụ tập mấy trăm thân thuộc gia quyến quan lại cùng với một hai ngàn người vây xem náo nhiệt. Giang Vĩnh Tài hãm hại trung lương, Giang Vĩnh Tài bắt người giết người lung tung, xin tiết độ sứ đại nhân làm chủ cho chúng ta, nam nhân nhà ta oan uổng, hắn đi theo làm tùy tùng cho tiết độ sứ đại nhân ngài nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có vất vả, còn xin tiết độ sứ đại nhân chủ trì công đạo cho hắn. Rất nhiều gia quyến ở trước cửa tiết độ phủ khóc lóc. Rất nhiều quan viên trực trong nha môn tiết độ phủ cũng khoanh tay xem náo nhiệt đối mặt hành vi cấp tiến như thế của Giang Vĩnh Tài, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng bất mãn. Bọn họ vốn cho rằng Giang Vĩnh Tài chỉ vì lập uy, lúc này mới đề xuất chuyện chỉnh đốn tác phong quan lại. chuyện này bọn họ căn bản không để ở trong lòng. Bọn họ trước kia thế nào, bây giờ vẫn là thế đó. nên thu hiếu kính vẫn như cũ đang thu, nên lười biếng vẫn là đang lười biếng. chỉ là hoàn toàn không ngờ Giang Vĩnh Tài tiểu tử này thế mà chơi thật hình tào nha môn một lần này đánh nhau cho nên toàn bộ quan lại đều bị cách chức điều tra vậy bọn họ thì sao chuyện này nếu không ngăn cản thêm vậy không bao lâu một cây đúc này sớm hay muộn phải đốt đến trên đầu bọn họ cho nên đối mặt các gia quyến quấy phá kia bọn họ chẳng những chưa đi khuyên bảo ngược lại xem náo nhiệt thậm chí còn cảm thấy chuyện này không đủ lớn trong hoa đào viện của tiết độ phủ tiết độ sứ giang vạn thành đang ngồi ở bên hồ nước câu cá một thân tính đi tới bên cạnh lão, hướng lão bẩm báo chuyện này. Tiểu tử này thật là có quyết đoán nha. Người của một nha môn đều bị hắn cách chức điều tra, ta không bằng hắn. Giang Vạn thành chẳng những chưa tức giận, ngược lại rất khen ngợi đối với hành vi của Giang Vĩnh Tài. Trên thực tế trong lòng lão rất rõ. Quan lại của Đông Nam Tiết độ phủ đã nát đến trên gốc rễ. Trước kia mình đều là mở một mắt nhắm một mắt, nhưng bây giờ nếu còn không ra tay sửa trị vậy đông nam tiết độ phủ bọn họ sớm hay muộn xong đời nhưng mình không thể ra tay mình nếu ra tay trừng trị những người này vậy những người này sẽ thù hận lão một vị tiết độ sứ này nhưng nếu là đứa cháu tốt gian vĩnh tài của mình ra tay vậy mình có thể tránh ở phía sau màng không cần dính nhiều chuyện phiền toái như vậy đợi cháu mình dùng đao mang đám sâu mọc này dọn sạch một lần mình lại đi ra trấn an một phen cái này so với tự mình ra tay có hiệu quả hơn nhiều. Thân tính xin chỉ thị hỏi, tiết độ sứ đại nhân, vậy gia quyến bên ngoài xử lý như vậy nào, bọn họ một mực khóc quấy, tụ tập bên ngoài muốn ngài đi ra chủ trì công đạo đó. Giang vạn thành hừ lạnh một tiếng. Bọn họ còn không biết xấu hổ khóc lóc đến quấy rối, không giết bọn họ đã là phá lệ khai ân, nếu không có nam nhân nhà bọn họ ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, bọn họ có thể có vinh hoa phú quý sao, thân tính không hiểu ý lão, đại nhân, ý tứ ngài là, bắt lại, cái này nếu bắt lại, vậy chẳng phải là loạn cả lên, Giang Vạn Thành tức giận nói, bảo đặng tùng tiết độ phán quan này ra mặt đi trấn an bọn họ một phen. Cứ nói chuyện này ta đã biết, ta sẽ ra rõ việc này, bảo bọn họ an tâm một chút chớ nóng vội, đừng tụ tập ở ngoài tiết độ phủ, làm người ta chê cười. Bảo bọn họ cho ta một ít thời gian, một khi ta tra ra Giang Vĩnh Tài là lạm dụng quyền lực, thanh trừ dị kỹ, ta sẽ không dễ giải như thế đâu, vâng. Thân tính tuân lệnh, sau đó sải bước rời khỏi. Giang vạn thành lại vẫn như của việc mình mình làm câu cá, không có chút ý tứ tra rõ việc này. Điều duy nhất bây giờ lão có thể làm chính là kéo dài thời gian. Chờ sau khi cháu trai tốt của mình dọn dẹp chỉnh đốn thắp nơi một phen, mình lại đơn giản khiển trách một chút đối với hắn, để xoa dịu lòng người. Lúc này nếu cắt ngang hắn thanh tra, vậy chuyện này sẽ thất bại trong gan tắc. Sáng sớm, Đổng Lương Thần đã ăn mặc chỉnh tề ra ngoài. Sớm từ lúc hắn còn ở Phục Châu, hắn cũng được bổ nhiệm làm giám quân sứ thân vệ quân trấn Nam Đại tướng quân phủ. Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức nhận chức sau khi hắn trở về, cho nên dậy từ rất sớm. Khi hắn chạy tới binh doanh thân vệ quân ngoài thành, xa xa đã nghe thấy trong binh doanh truyền ra tiếng hò hét vang dội trầm bổng thân vệ quân đã bắt đầu thao luyện thường quy của một ngày đổng lương thần mới đến tuy đưa ra yêu bài thân phận của mình nhưng binh sĩ thủ vệ vẫn còn nghi vấn đối với thân phận của hắn dù sao đều nghe nói có một vị giám quân sứ họ đổng nhưng lại chưa từng có ai gặp bọn họ cũng lo lắng có người giả mạo cho nên binh sĩ thủ vệ không dám sơ ý binh sĩ thủ vệ sau khi lại nhìn đổng lương thần vài lần lúc này mới khách khách khí khí chắp tay đổng đại nhân ta bây giờ phái người đi hướng đô đốc đại nhân thông bẩm đợi sau khi đô đốc đại nhân xác nhận ngài mới có thể đi vào binh sĩ thủ vệ vừa bảo đổng lương thần chờ vừa phái người đi trung quân đại trướng mời người đi ra phân biệt đổng lương thần hăng hái tới đây trực tiếp bị đóng cửa vào mặt tự như đón đầu dội cho hắn một chậu nước lạnh các ngươi có ý tứ gì hả đại nhân nhà ta chính là thân vệ quân giám quân sứ đó là đại tướng quân tự mình bổ nhiệm các ngươi nếu không tin, cần chúng ta mời đại tướng quân tự mình đến đánh tiếng cho các ngươi hay không? Đổng Lương Thần còn chưa lên tiếng, thân vệ đặng bằng của hắn lập tức biểu đạt sự bất mãn của mình. Giám quân sứ tốt xấu gì cũng là nhân vật số 2 của thân vệ quân, nhưng bây giờ thế mà bị chắn ngoài cửa không cho vào, điều này làm đặng bằng cảm thấy đại nhân nhà mình bị mạo phạm. Ngươi đừng làm khó vị tiểu huynh đệ này. Đổng Lương Thần quay đầu trừng mắt nhìn thân vệ đặng bằng một cái chúng ta mới đến, người ta không biết, cẩn thận một chút không có gì đáng trách, người bớt nói mấy câu. Đặng bằng thấy đại nhân nhà mình đã lên tiếng, thức thời ngậm miệng lại, nhưng trong lòng thì cảm thấy đại nhân nhà mình không có tính tình. Ở trong quân nếu không có một chút tính tình, làm sao ép được người ta, tiểu huynh đệ, huynh đệ này của ta vẫn luôn là như thế, ngươi đừng để trong lòng. Đổng lương thần chấp tay đối với thủ vệ kia, chủ động xin lỗi. Binh sĩ này không lạnh không nhạt ôm quyền, đổng đại nhân khách khí rồi chỗ chức trách nếu có nơi nào đắc tội còn xin đổng đại nhân bao dung đổng lương thần cũng chưa bởi vì mình bị ngăn ở ngoài binh doanh mà phát hỏa hắn lúc trước tuy ở tuần phòng quân đảm nhiệm chức vị quan trọng nhưng tuần phòng là danh sách chiến đấu của đông nam tiết độ phủ tuy tư cách và thâm niên của mình bày ra ở đó nhưng trên thực tế trấn nam đại tướng quân phủ có quy mô hôm nay mình không có công tích gì lấy ra tay nhận được đại tướng quân không chê mình dựa vào tư cách thâm niên lúc này mới lăn lộn kiếm một cái chức vụ thân vệ quân giám quân sứ mình mới đến cũng không muốn gây chuyện để lại điều tiếng đổng lương thần ở ngoài binh doanh chờ đợi một lúc liền nhìn thấy thân vệ quân đô đốc tào thuận dẫn người chủ động đi ra đón đổng đại ca tào thuận xa xa sau khi nhìn thấy đổng lương thần liền nhiệt tình chào hỏi đổng lương thần cũng sửa sang lại một phen áo giáp của mình sau đó cất bước nên đón ra mắt đô đốc đại nhân Đổng Lương thần chấp tay chào đối với Tào Thuận. Tào Thuận bây giờ chính là đô đốc thân vệ quân, Đổng Lương thần mặc dù có một ít tư cách thâm niên, ở trường hợp công khai như vậy, vẫn đặt mình ở cấp dưới. Đổng Đại ca, ngươi về sau đừng gọi ta cái gì đô đốc đại nhân, gọi ta lão Tào là được, không cần xa lạ như vậy. Đổng Lương thần nhìn người khác một lần, có chút không biết tiếp chuyện như thế nào. Lúc trước hắn ở dưới trướng đại tướng quân đảm nhiệm đô úy, một mình dẫn dắt nhân mã xung phong hãm trận, tào thuận còn chỉ là một đội quan bên người đại tướng quân hôm nay tào thuận đã thăng nghiệm làm đô đốc thân vệ quân mình ngược lại phải ở dưới trướng tào thuận kiếm cơm ăn điều này làm đổng lương thần vị có tư cách thâm niên này cũng cảm thấy có chút xấu hổ cùng không khỏe đổng đại ca ngươi lúc này mới trở về ta còn cho rằng ngươi muốn ở trong thành nghỉ ngơi thêm mấy ngày tào thuận có chút xấu hổ nói không ngờ ngươi hôm nay đã tới đây chưa tiếp đón từ xa thật sự là xin lỗi nhận được đại tướng quân coi trọng lúc này mới để ta đảm nhiệm thân vệ quân giám quân sứ đổng lương thần cười nói ta nếu ở trong thành nghỉ ngơi không đến nhậm chức vậy thực có lỗi với đại tướng quân tín nhiệm ta không yên lòng nha ta tùy tiện tới đây chưa đánh tiếng cho đô đốc đại nhân còn xin đô đốc đại nhân chớ trách ai đổng đại ca nói đi đâu vậy ngươi là thân vệ quân giám quân sứ đây chính là một mẫu ba phân đất của ngươi ngươi nào cần đánh tiếng với ta tào thuận cười nói chỉ là ngươi lần đầu tiên đến lạ mặt thủ vệ không biết ngươi cho nên lúc này mới không để ngươi vào binh doanh ngươi yên tâm chuyện này về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa huynh đệ thủ vệ cũng không dễ dàng còn xin đổng đại ca đại nhân đại lượng đừng so đo với hắn đổng lương thần khoác tay nói ta còn chưa nhỏ nhen như vậy hơn nữa huynh đệ thủ vệ là chích trách bọn họ có thể làm như vậy ta rất vui mừng nói rõ đô đốc đại nhân ngươi trị quân nghiêm minh ha 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 ha. Tào Thuận nghe được Đổng Lương thần khen, cười ha ha. Đến đến đến, Đổng Đại ca, ta giới thiệu cho ngươi một lần. Tào Thuận sau đó nghi người, chủ động giới thiệu cho Đổng Lương thần tướng lĩnh chủ yếu của thân vệ quân đi theo hắn ra nghênh đón. Tào Thuận chỉ vào Đinh Phong nói, vị này là tham tướng kiêm nhiệm quân pháp quan của thân vệ quân chúng ta, Đinh Phong. Ra mắt giám quân sứ đại nhân, Đinh Phong ôm quyền chào. Đổng Lương Thần cũng ôm quyền đáp lễ. Đinh Phong vốn là người tả kỵ quân thủy tự doanh. Trương Vân Xuyên ở lúc xử lý nguyên đại đô đốc tả kỵ quân Lưu Uyên phản loạn, Đinh Phong lâm trận phản chiến, đầu nhập dưới trướng Trương Vân Xuyên. Sau khi đầu nhập tới, bởi vì là người tả kỵ quân ban đầu. Trương Vân Xuyên vì trấn an nhân mã thu biên, đề bạc Đinh Phong lên. Đinh Phong về sau thống soái thổ tự doanh, ở trong nhiều lần chiến đấu biểu hiện cũng không tệ, lập không ít công lao. Vì thế, khi xây dựng thân vệ quân, Đinh Phong được điều vào thân vệ quân, thanh nhiệm tham tướng, kim quân pháp quan. Vị này là tham tướng kim quân vụ ti trưởng thân vệ quân chúng ta thạch trụ. Vị này là tham tướng Dương Nghị Lan thân vệ quân chúng ta. Tào Thuận lần lượt mang tướng lĩnh chủ yếu của thân vệ quân giới thiệu cho giám quân sứ Đổng Lương Thần. Đối mặt cá tướng lĩnh xe chấn trẻ tuổi trẻ tuổi giàu tinh thần này, Đổng Lương Thần cảm giác được áp lực của mình rất lớn. Mình tuy cũng rất trẻ tuổi, hơn nữa có tư cách thâm niên, cũng có công lao nhất định. Nhưng công lao của mình đó đều là công lao của một hai năm trước. Mình có thể lên làm thân vệ quân giám quân sứ, dựa hết vào đại tướng quân nhớ tình cũ mà thôi. Nhưng các tướng lĩnh trẻ tuổi trước mắt này đều là nhân tài mới xuất hiện dựa vào chiến công cuộc khởi. Mình vừa đến đã thành người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ. Hắn đã từ trong bọn họ giơ tay nhất chân cảm nhận được một tia xem nhẹ đối mặt tình hình như thế, hắn cũng chỉ có thể cười khổ trong lòng. Xem ra mình còn phải tìm kiếm một ít cơ hội lập một chút công lao mới được. Không có công kích lấy ra tay, còn có từng trải trở thành tù binh phục châu quân, điều này làm hắn giám quân sứ này không có uy tín gì đáng nói. Tào Thuận sau khi giới thiệu cho Đổng Lương Thần một phen tướng lĩnh chủ yếu thân vệ quân, mời Đổng Lương Thần vào binh doanh. Truyền lệnh, binh mã ở binh doanh dừng thao luyện, ở giáo trường tập kết, hoan nghênh giám quân sứ đại nhân của chúng ta Tào thuận sau khi vào binh doanh, liền hạ lệnh binh mã tập kết, để động lương thần vị giám quân sứ đại nhân này ở trước mặt mọi người lộ mặt một chút. Dù sao hắn là giám quân sứ, trên danh nghĩa nhân vật số 2 của thân vệ quân. Có cần thiết trước mặt mọi người hướng tướng sĩ thân vệ quân tuyên bố thân phận hắn, để tránh về sau lại xuất hiện hiểu lầm bị ngăn cản ở ngoài cửa. Cùng lúc đó, hắn làm như vậy, cũng là cho động Lương thần vị lão đại ca này đủ mặt mũi. Dù sao nhiệm vụ của giám quân sứ chính là giám sát giám thị công việc lớn nhỏ trong quân, có thể trực tiếp hướng đại tướng quân dân tấu. Nếu mình cùng giám quân sứ không tè chung một cái hồ mà nói, vậy về sau mình sẽ rất khó chịu. Phục Châu, huyện Lâm An Mấy tướng lĩnh trong quân đảng khấu quân đóng giữ nơi này bị người không rõ thân phận giết ở tử lâu, dẫn lên sóng to gió lớn. Phó tướng đảng khấu quân Trần Hạo Nam sau khi biết được, phái ra một tham tướng tự mình tọa trấn huyện Lâm An, thề phải bắt hung thủ, mang y bầm thay vạn đoạn. Trong lúc nhất thời, đầu đường lớn nhỏ cũng có binh sĩ đảng khấu quân bố trí trạm gác kiểm tra lùng bắt. Phàm là kẻ khả nghi, đều bắt lại bỏ tù nghiêm hình tra tấn. Toàn bộ huyện Lâm An nhất thời thần hồn nát thần tính, tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Trong rừng cây ngoài một chỗ thôn nhỏ, Lý Chấn Bắc cùng Lão Vương hai người râu ria sồn sàm bụng đói kêu ốc ác. Lão Lý, khắp nơi đều là trạm gác cùng đội tuần tra của đảng khấu quân, chúng ta khó có thể chạy ra. Chúng ta một lần này thật sự chọc tổ ong vò vẽ rồi. Lão Vương nhìn cửa thôn cách đó không xa hơn 20 lính gác đảng khấu quân võ trang tận răng cùng các dân phu bản địa cầm côn bổng, nuốt nước miếng. Tình cảnh bọn họ bây giờ rất không ổn. Lý Chấn Bắc nhìn đảng khấu quân giới nghiêm chung quanh, trong lòng cũng có chút bực bội. Vợ con mình bị Mã Đô Úy của Đảng Khấu Quân bức tử. Hắn lẻn vào huyện Lâm An, quỵ trang trở thành tiểu nhị, giết chết Mã Đô Úy bọn một đám tướng lĩnh đóng giữ đang ăn uống. Hắn chính là vì báo thù cho vợ con mình. Chỉ là không ngờ Đảng Khấu Quân phản ứng kịch liệt như vậy. Hôm nay Đảng Khấu Quân bố trí trạm gác khắp nơi, còn phái ra lượng lớn binh lực lùng bắt bọn họ, điều này làm hắn cùng lão Vương trở thành con chuột trốn đông trốn tây bọn họ mấy ngày qua hầu như đều không dám vào thôn hoặc thị trấn đi mua đồ ăn bởi vì khắp nơi đều là binh mã điều tra cùng cơ sở ngầm của đảng khấu quân bọn họ một mực tránh né ở trong nơi hoang dã nếu không phải có thể từ ruộng đồng mót một ít khoai lang ăn bọn họ đã chết đói lão lý chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ trong lòng lão vương tuy trách cứ lý chấn bắt một lần này làm việc quá liều lĩnh nhưng hôm nay chuyện đã xảy ra hắn cũng không mở mồm thầm oán dù sao vợ con ai bị giết đều sẽ nuốt không trôi cục tức này. Mẹ già của mình bị người Tam Hương giáo giết. Nhưng Tam Hương giáo bây giờ đều bị đảng khấu quân đánh cho chạy trốn khắp nơi, hắn muốn báo thù cũng tìm không thấy người. Hơn nữa, Lý Chấn bắt dám có gan đi giết tướng lĩnh đảng khấu quân. Chỉ bằng đảm phách này, hắn vẫn rất bội phục y, hôm nay hai người đều là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Một khi bị bắt, ai cũng không chạy được lý chấn bắt thu hồi ánh mắt của mình thở dài nói bây giờ đảng khấu quân bố trí trạm gác khắp nơi cơ sở ngầm rất nhiều chúng ta muốn chạy ra khỏi huyện lâm an ta thấy là không có khả năng trên thực tế hắn là muốn sau khi báo thù liền chạy chỉ là đảng khấu quân phản ứng quá nhanh chóng hắn xách đầu tướng lĩnh đảng khấu quân trở về cúng tế vợ con một phen chỉ một chút thời gian như vậy bây giờ đã không ra được bị chặn ở cảnh nội huyện lâm an đảng khấu quân sau khi chiếm lĩnh huyện lâm an đảng khấu quân nâng đỡ một đám dân bản xứ quản lý khống chế đối với thôn trấn địa phương rất nghiêm khắc bây giờ bọn họ không chỉ không rời đi được muốn tìm một chỗ ẩn thân cũng không dễ dàng dù sao muốn ăn uống chỉ tránh ở nơi hoang dã không thể được lão vương một lần này ta quá xúc động rồi làm liên lụy ngươi rồi lý chấn bắc nói với lão vương dù sao ta bây giờ đã báo được thù lớn ta đã không có gì vướng bận nữa nếu không ngươi mang đầu của ta đi đảng khấu quân lĩnh thưởng đi. Đảng khấu quân nói không chừng cao hứng, còn có thể bổ nhiệm cho ngươi một chức quan để làm. Lý Chấn Bắc vừa nói ra, Lão Vương cũng ngẩn ra một phen. Lão Lý, ngươi nói nhảm cái gì thế? Lão Vương tức giận nói, chúng ta là cùng nhau cởi trùng lớn lên, ngươi cảm thấy ta có thể mang đầu của ngươi đi lĩnh thưởng sao? Hơn nữa, Lão Tử là người từng đi mấy chuyến trên quỷ môn quan cùng lắm thì bị đảng khấu quân bắt được chỉ là rơi đầu mà thôi, hái lão tử cầm đầu của ngươi đi lĩnh thưởng, ngươi đây là để ta cả đời đều ngủ không yên à, lão vương nói với Lý Chấn Bắc, chúng ta trên chiến trường cũng có thể sống sót, ta thấy cũng không có gì to tác, một lần này khẳng định cũng có thể chống đỡ qua được, thật sự không được, chúng ta liền liều mạng cùng đảng khấu quân chó chết, liều được tên nào tính tên đó, dù sao nhà cũng không còn, Lý Chấn Bắc thấy lão vương nói như vậy, trong lòng lập tức có chút cảm động hắn vỗ vỗ bả vai lão vương nói, huynh đệ tốt, chúng ta một lần này nếu có thể sống sót ra ngoài, ngươi chính là huynh đệ ruột của ta, ta có miếng ăn, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị đói. Đi đi đi, mau ngậm lại cái miệng quả đen của ngươi đi. Lão tử đây là xui xẻo, mới vướng vào ngươi một huynh đệ như vậy. Đi theo ngươi, chưa từng gặp được chuyện tốt. Chuyện xui xẻo lúc còn nhỏ thì đừng nói nữa. Đi theo ngươi đánh trận, ngươi trái lại chạy được, ta thiếu chút nữa mất mạng thật không dễ gì trở về bởi vì ngươi muốn báo thù lão tử cũng bị đảng khấu quân treo thưởng lão vương tức giận nói ta thấy sớm hay muộn bị ngươi hại chết nhìn thấy lão vương mặt mày đau khổ bộ dáng khó chịu lý chấn bắt nghĩ đến chuyện xảy ra với bọn họ từ nhỏ đến lớn ngược lại tâm tình thoải mái hơn không ít ngươi nếu chết rồi ta lo ma chay cho ngươi biến mẹ ngươi đi ngươi mới chết đó Lý Chấn Bắc cùng lão Vương bây giờ bị chặn ở huyện Lâm An không chạy ra được, đã trở thành cá trong chậu. "Lão Vương, đảng khấu quân này là muốn dồn chúng ta vào chỗ chết." Lý Chấn Bắc nói với lão Vương, "Nếu bọn hắn không muốn để chúng ta sống, vậy chúng ta cũng đừng ở chỗ này đóng vai Bồ Tát gì nữa, chúng ta không chạy nữa, chơi với bọn hắn." Lão Vương tức giận nói, "Chỉ hai chúng ta à, ngươi đánh lại bọn hắn sao? Người ta binh hùng tướng mạnh, chúng ta nếu đi đánh với bọn hắn" vậy chính là bánh bao thịt ném chó có đi không có về. Chỉ hai chúng ta khẳng định không được. Lý Chấn Bắc siết chặt nắm tay nói, chúng ta có thể đi triệu tập nhân thủ. Đi, đi chỗ nào triệu tập nhân thủ hả, ngươi đi rồi là biết. Lý Chấn Bắc chưa nói rõ cho Lão Vương, Lão Vương tuy trong lòng nói thầm, vẫn theo Lý Chấn Bắc ở dưới cánh rừng nghiễm hộ cùng nhau đi. Lúc chạng vàng, bọn họ về tới một chỗ trang viên của Lâm An trấn bọn họ. Nơi này là chỗ bọn họ vừa về đến đã bị bắt tới đây làm nô lệ. Ở trong trang viên này, có chừng hơn 100 người dân bản địa bị bắt tới đây làm nô bột cho tiếu quan đảng khấu quân cùng hơn 10 binh sĩ nguyên phục châu quân từ Đông Nam Tiết Độ Phủ trở về. Lý Chấn Bắc ở nơi này tuy chỉ nán lại hơn 10 ngày, nhưng đối với nơi này đã rất quen thuộc. Hắn cũng biết người nơi này đều là bị bắt ép. Chỉ là lúc ấy hắn và Lão Vương chạy trốn, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ bản thân chạy, chưa để ý người khác nhưng bây giờ Lý Chấn Bắc cảm thấy lực lượng của hai người vẫn là quá nhỏ. Hắn cảm thấy phải mang hơn 100 người này giải cứu ra. Chỉ cần bọn họ nhiều người, đảng khấu quân vẹn vẹn mười mấy hai mươi người canh gác căn bản không đáng bận tâm. Nếu là bọn họ lại có thể chiêu mộ được đủ nhân thủ, vậy bọn họ ít nhất có thể tự bảo vệ mình. Lão Vương sau khi nhìn thấy Lý Chấn Bắc dẫn hắn về bên ngoài trang viên, cũng đã biết rõ ý tưởng của vị huynh đệ này. Lý Chấn Bắc cùng lão Vương đều từng làm lính ở Phục Châu quân, còn từng ở trên chiến trường liều mạng chém giết với Tả Kỵ quân. Không chỉ từng thấy một ít trường hợp lớn, cũng tích lũy không ít kinh nghiệm trên chiến trường. Bọn họ sau khi trở lại Trang Viên, cũng chưa tùy tiện hành động, mà là dò xét kỹ một phen đối với tình huống chung quanh Trang Viên. Bọn họ phát hiện vì lùng bắt hai người bọn họ, không ít gia đình hộ viện Trang Viên điều động đi hỗ trợ đảng khấu quân, số người nơi này lưu thủ hộ viện không nhiều, hơn nữa tương đối phân tán. Ở sau khi làm rõ tình huống này, Lý Chấn bắt cùng Lão Vương cùng bàn bạc một phen, sau đó bắt đầu hành động của mình. Đầu chợ thành Giang Châu, hơn 10 tên tù phạm mặc áo tù đang quỳ ở trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi. Chung quanh tụ tập hơn ngàn người dân, bọn họ khe khẽ nói nhỏ đối với tù phạm quỳ dưới đất kia. Một gã quan giám trảm ngồi ở trên vị trí chính giữa, khuôn mặt nghiêm túc. Đại nhân, đã đến canh giờ. Một bộ đầu nhìn thấy thời gian sắp xỉ rồi, thỉnh cầu hành hình quan giám trảm nhìn một lần mặt trời chói mắt khẽ gật đầu tuyên đọc tội trạng nghiệm rõ thân phận vân bộ đầu phất tay lập tức có bộ khoái lên trước trước mặt mọi người tiến hành xác nhận lần nữa đối với thân phận tù phạm dương đồng nguyên quan viên hộ tào nha môn tham ô ngân lượng hạng mức cực lớn nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực theo luật đáng chém chu cường nguyên đại sứ kho giang châu đầu cơ trục lợi lương thực tham ô ngân lượng con số cực lớn theo luật đáng chém lý đại khánh đô ý giang châu quân làm nhục hành hạ đến chết dân nữ tàn nhẫn thô bạo theo luật đáng chém người một lần này rơi vào trong nha môn tuần sát phủ đông nam tiết độ phủ là rất có thân phận nếu là ngày xưa thường thường là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ bọn họ sẽ chỉ bị giam giữ ở trong đại lao một thời gian chờ sau khi đầu sóng ngọn gió qua lại vận hành thao tác đi ra ngoài đổi một chỗ tiếp tục làm quan nhưng một lần này lại khác. Bọn họ đụng phải tuần sát sứ Giang Vĩnh Tài tích cực. Giang Vĩnh Tài ở sau khi thẩm tra xử lý kết án, cũng không cho bọn họ cơ hội vận hành thao tác, quyết định xử trảm bên đường, để chấn nhiếp những kẻ ăn hối lộ trái pháp luật kia. Dù sao hắn phụ trách chỉnh đốn tác phong quan lại của Đông Nam Tiết Độ Phủ, phải dùng ví dụ mạnh. Nếu không, chỉnh đốn tác phong quan lại chỉ là một câu chuyện cười. Ta oan uổng, ta là oan uổng, các tù phạm lúc trước đều là không sợ trời không sợ đất. Dù sao bọn họ quan hệ bối cảnh đều cực kỳ thâm hậu. Nhưng một lần này đụng phải Giang Vĩnh Tài tích cực. Đối mặt đao phủ cầm đao kia, bọn họ lúc này mới ý thức được tử vong gần như thế. Bọn họ lớn tiếng kêu la cầu xin tha thứ. Nhưng quan giám trảm sắc mặt lạnh như băng, không có chút ý tứ khai ân ngoài pháp luật quy định. Chém, quan giám trảm ném ra lệnh bài, hạ lệnh xử trảm những kẻ làm loạn pháp luật này nhìn thấy lệnh bài kia rơi xuống đất mấy tên tù phạm nhất thời bị dọa cả người sụi lơ toàn thân phát run dân chúng vây xem thấy một màn như vậy đều cao hứng không thôi bọn họ chịu khổ bởi tham quan ô lại quá lâu rồi chỉ là các tham quan ô lại này nắm giữ thực quyền bọn họ bị tham quan ô lại ức hiếp chỉ có thể nén giận hôm nay rốt cuộc có người đứng ra chủ trì công đạo cho bọn họ dừng tay đang lúc dân chúng kiển mũi chân chuẩn bị xem tham quan ô lại bị xử trảm như thế nào. Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát to. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tham tướng Giang Châu Quân người cưỡi ngựa phóng đến, phía sau hắn còn dẫn theo mấy chục binh sĩ Giang Châu Quân. Tránh ra, tránh ra, đối mặt dân chúng vây xem, tham tướng Giang Châu Quân này vung roi ngựa, trực tiếp hung hăng vụt ra ngoài. Không ít dân chúng không kịp né tránh, roi ngựa quật ở trên người bọn họ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ quan giám trảm thấy thế, cũng đứng bật dậy. Các bộ đầu bộ khoái chung quanh cũng đều đặt tay ở chui đao thượng, như đối mặt đại địch. Tham tướng xung phong tách ra đám người vây xem, xuất hiện ở trên pháp trường. Các ngươi tự tiện xông vào pháp trường, muốn làm gì, chẳng lẽ muốn cướp pháp trường hay sao? Quan giám trảm nhìn tham tướng Giang Châu Quân này dẫn người xông vào pháp trường, nhất thời lớn tiếng chất vấn. Tham tướng dục ngựa đi về phía quan giám trảm, có bộ đầu lập tức dẫn người chặn lại. Bốp, tham tướng nâng tay đã quật roi ngựa ra ngoài, đánh cho vài tên bộ đầu bộ khoái kia liên tục lui về phía sau. Cẩu quan, tham tướng chỉ vào quan dám trả mắng, người của Giang Châu quân lão tử ngươi cũng dám động vào, ngươi không muốn sống nữa sao? Quan giám trảm trước mặt mọi người bị người ta chỉ vào cái mũi mắng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn lớn tiếng nói, đô ý giang châu quân lý đại khánh hành hạ đến chết dân nữ, mặc kệ hắn là ai, xúc phạm luật pháp, đều nên đền tội, mời tướng quân mau mau dẫn người rời đi, ta có thể bỏ qua, nếu là tướng quân muốn nhiễu loạn đạo trường, tự gánh lấy hậu quả, tham tướng nghe vậy, lập tức dục ngựa đi đến trước mặt quan giám trảm. Hắn cưỡi ở trên lưng ngựa, ở cao nhìn xuống nói, ta hôm nay vô luận như thế nào cũng phải mang đi đô ý lý đại khánh, hắn giết dân nữ, tự có quân pháp xử trí, nha môn tuần sát phủ các ngươi không quản được, không được, quan giám trảm kiên trì nói, lý đại khánh ở giang châu ta gây án, nên do nha môn tuần sát phủ ta xử trí đối mặt quan giám trảm không muốn thả người, tham tướng trực tiếp rút đao của mình lớn tiếng uy hiếp cẩu quan ngươi là cảm thấy đau của lão tử không sắc bén sao quan giám trảm lâm nguy không sợ ngươi đừng dọa ta ta là theo luật làm việc ngươi muốn mang đi hắn cũng được bảo đại nhân nhà ta hạ lệnh cho ta nếu không hôm nay ai cũng không mang hắn đi được ha ha tham tướng thấy thế lập tức quay đầu nói mang lý đại khánh về ta xem ai dám quan giám trảm vung tay các bộ đầu bộ khoái kia lập tức rút đao, ngăn cản các binh sĩ giang châu quân kia rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt thế mà dám động đau ở trước mặt lão tử chán sống rồi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha